Xin chào các bạn. Có nhiều cách để phục hồi những cây hoa phong lan bị thối và nhăn lá. Những chiếc rễ đã bị hư. Hôm nay mình chia sẻ một phương pháp hoàn toàn mới để chúng ta tạo được những chiếc rễ khỏe mạnh. Sau 2 tháng, những chiếc rễ đã phát triển rất nhanh. Các bạn cần chuẩn bị sẵn bột quế có tính kháng khuẩn và khử trùng rất tốt. Chúng ta dùng một thìa nhỏ. Cho vào nước đun sôi. Mình sẽ đậy lại để những dưỡng chất có trong bột quế sẽ được hòa tan vào nước. Với những cây hoa lan này, các bạn cần phải cách ly ra khỏi những cây khỏe mạnh. Những chiếc lá này chứa đựng rất nhiều vi khuẩn và nấm. Hãy cắt bỏ hết những chiếc rễ đã bị hư. Và những chiếc lá này các bạn nên bỏ. Những chiếc rễ mới sẽ phát triển ngay tại vị trí này. Các bạn cần sử dụng nửa lít nước. Bột quế có tính kháng khuẩn rất tốt. Và chúng ta sử dụng nước này. Các bạn hãy lau lên các chiếc lá. Và hãy đặt phần rễ vào đây. Các bạn sẽ để trong khoảng thời gian 20 phút. Cách làm này, phần gốc của cây sẽ được khử trùng và kháng khuẩn rất hiệu quả. Các bạn sử dụng những tấm vải mềm và thật sạch. Chúng ta cho vào nước này. Sau đó hãy quấn vào phần gốc của cây như thế này. Các bạn lưu ý
là chúng ta không được lắp phần này, vì ngay tại những vị trí này rễ sẽ phát triển. Dùng một ly nhựa thật sạch, chúng ta chỉ cho một ít nước vào. Nước sẽ được hút lên, giúp cho miếng vải được giữ ẩm. Các bạn không được cho quá nhiều nước. Khi nước ít, chúng ta sẽ bổ sung thêm. Cây cố định ở nơi khô ráo và thoáng mát. Các bạn nhớ phun sương lên lá 2 ngày một lần. Hoặc chúng ta có thể dùng những ly nhựa như thế này và tạo những lỗ trao đổi không khí. Sau đó các bạn hãy trùm những chiếc lá này lại để giúp cho những chiếc lá không bị bốc hơi nước. Với cách làm đơn giản này, sau khoảng thời gian một tuần, rễ đã phát triển. Các bạn nên đặt cố định tại một vị trí. Và sau 2 tháng thì những chiếc lá sẽ được cứng cáp và khỏe mạnh. Các bạn có thể tận dụng nước bột quế này để chúng ta chăm sóc cho những chiếc lá. Giúp cho những chiếc lá luôn được kháng khuẩn và khử trùng, xanh và khỏe mạnh hơn. Những chiếc rễ phát triển rất tốt với cách làm này. Vì độ ẩm luôn được duy trì nên những cây hoa phong lan không rễ sẽ rất nhanh phát triển về rễ. Một kết quả rất tuyệt vời. Giai đoạn này các bạn có thể tự tin để chúng ta cho cây sang chậu mới để giúp cây phát triển tốt hơn. Các bạn tưới trước một lượng nước vừa đủ ẩm và hãy đặt cây ở những nơi khô ráo và thoáng mát trong vài ngày. Sau đó hãy cho cây ra ánh sáng từ từ để giúp cây quang hợp. Dùng một ít nước bột quế này, các bạn cho vào gốc của cây. Hy vọng với cách làm này sẽ giúp ích cho các bạn rất nhiều. Đừng quên like, chia sẻ, đăng ký kênh và nhấn chuông để tiện theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn thành công.